Xin chào tất cả anh em của mình nha. Thì hôm nay ở đây có một cái ad ở server mới để thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta có thể là gọi là tăng lực chiến và đua ở đầu server và tích đồ như thế nào đó. Và các bạn muốn cày chay ở server mới á, thì các bạn cần những cái gì và nó sẽ đưa cho chúng ta rất là nhiều quyền lợi ha. Rồi thứ nhất á, bạn để mình chạy đi để mình quýnh cái này. Đó, thứ nhất là hai thẻ thần tôn và vô thượng ha. Thì nếu mà các bạn mở có một gói á, thì các bạn bỏ một gói á, thì các bạn sẽ mắc mắc quyền lợi nè. Đó, nhưng mà hai cái gói này á, một cái gói thứ hai nó sẽ rơi vào gọi là 250 ha, 250.000 đó là mắc quyền lợi. Rồi mình để mình nói quyền lợi như thế nào là chúng ta sẽ bị mắc ngọc đó. Chúng ta cày chay mà chúng ta không có ngọc thì chúng ta coi như là phới lắm các bạn, kẹt các bạn rất là phới đó. Thứ hai nữa đó là cái phần kho đó, chúng ta không thể nào mà xem kho tiếp được mà chúng ta phải đi đó, phải chạy chạy tới cái kho miễn phí của chúng ta đó, giống giống như những cái con game khác thôi. Chúng ta mắc quyền lợi nè, chạy tới cái kho này đó nè, bạn mới mở kho, các bạn mới bỏ đồ vô được. Không lẽ mỗi lần các bạn đi bỏ đồ vô thì các bạn phải đi chạy lại đây sao? Không lẽ mỗi lần mà các bạn đi bỏ đồ vô kho thì các bạn phải chạy lại đây sao? Là rất là mất thời gian các bạn, lu bu lắm các bạn đó. Và những ở server mới thì các bạn càng thích những cái gì thì các bạn nhìn ở trong cái video này các bạn xem đó, thích những cái đồ gì càng thích ha đó. Chúng ta tích lên hết những cái thứ đồ này là vẫn chưa có cần thiết tới thì chúng ta tích lên để sau này chúng ta xài. Thứ nhất á, là cái thủy tinh dạng năng này chúng ta phải tích lên cho nhiều đó. Thứ hai nữa là tầm long đó. Thứ ba nữa là đá, gọi là đá long ngâm. Khi mà các bạn tích lên nhiều đá long ngâm và thủy tinh dạng năng á, thì các bạn sẽ ghép nó ghép nó, các bạn lấy đồ long ngâm và phượng minh ha, long ngâm ha, phượng minh thì các bạn đá phượng minh các bạn nhận tích lên luôn đó, và bí bảo các bạn nhận tích lên. À, và những cái bông hoa này tại sao các bạn phải tích lên, các bạn cũng không cần tích làm gì. Một á, là các bạn tạo một cái hạt cà lon để các bạn vừa cày kim nguyên bảo từ bây giờ, từ đầu server này thấy không, và hạt là các bạn có một cái thôn với một cái hạt gọi là nó chơi lâu dài thì các bạn tặng hoa qua lại để chúng ta nâng lực chiến ha, nâng cái này nâng cái kia cũng rất là có lợi. Thứ hai nữa chúng ta tích gọi là tích cái tầm long này đây, tầm bảo này nè, tích lên nhiều nhiều cả mấy ngàn vậy thì chúng ta mới quay. Rồi thêm một cái nữa, khi mà các bạn muốn chơi server mới thì các bạn phải khám phá cái tựa game đó, tuy nhiên là nó sẽ lâu thì các bạn phải khám phá, các bạn coi thì nó có mở server mới không, server nó có người chơi hay không đó ha, thì các bạn mới tiến hành chơi server mới. Không thôi thì nó sẽ gộp cho các bạn vào server cũ thì lúc đó các bạn coi như là công cốc đấy. Đấy, nhưng mà một cái tựa game nào các bạn chơi muốn cày chay thì các bạn phải bỏ ra từ 1 triệu trở xuống nha, từ 1 triệu trở xuống. Thứ nhất đó là hai thẻ thượng tôn và thượng vô thượng ha. Thứ hai nữa là chúng ta phải mở hết những cái này để chúng ta lấy cái skin, lấy cái thần quyết của cái con thần hồn của chúng ta, không thôi thì nó sẽ cùi bắp ha. Đó, chúng ta chơi game mà các bạn muốn cày chay mà không nạp thì nó rất là khó khăn các bạn ơi, nó khó lắm các bạn, tại vì người ta nạp rất là nhiều. Các bạn coi nè, server mới này lực chiến cao nhất của nó chỉ có 107 triệu thôi, nó cũng như gọi là xịn đấy chứ không phải không vừa đâu. Nên là chúng ta phải đầu tư, và đầu tư thì chúng ta mới có đồ, chúng ta tích lên chúng ta mới ăn được sự kiện các bạn đó, chứ không phải là chúng ta cày chay là cày không. Như vậy thì các bạn coi như cái ạc của các bạn nó rất là cùi các bạn chơi trải nghiệm thì được đó ha. Rồi là những gì mà mình chia sẻ trong cái video lần này để cho các bạn nào mà muốn có ý định mà gọi là chúng ta phái con game này quá, chúng ta muốn chơi thì các bạn phải đầu tư
Đó, không thôi thì các bạn sẽ thọt rất là nhiều thứ đó, mất rất là nhiều quyền lợi luôn. Mình nói thẳng là như vậy ha, chia sẻ cho anh em. Rồi, và khi mà các bạn chơi server, đầu server thì các bạn ăn cái mốc phiếu nạp này nè, phiếu nạp phi này nè, là cái mốc đâu rồi, đây là cái mốc tích nạp này nè, các bạn ăn đúng mốc cho mình ha. Hàng ngày các bạn ăn và các bạn phải tích để chúng ta mua những cái thứ, những cái đồ mà chúng ta cần thiết ở trong cái thời gian gọi là server mới này. Tại vì rất là nhiều thứ để chúng ta phải mua, chứ không phải là chúng ta tích không là các bạn coi như là các bạn sẽ thọt rất là nhiều ha. Đó là quà cấp bậc nè, thứ nhất là quà cấp bậc này các bạn phải mua cái này cho mình. Đó. Các bạn mà để lâu quá thì nó sẽ tăng lên gọi là 10 dạng, 10 10 dạng luôn các bạn, 10 dạng thì các bạn mua sẽ phí. Nên là bắt buộc các bạn phải mua mua cho mình. À, mua trong cái thời gian nó còn khuyến mãi cho mình, nó còn giảm cho mình. Đó. Rồi cây chay á, thì các bạn cái việc cái phần mà trồng cây này các bạn cũng không cần gọi thiết đâu, phải trồng gọi là mát đâu các bạn ạ. Không cần phải trồng mát đâu, sau này chúng ta trồng mát sau vẫn được. Chứ không cần phải bây giờ ha. Ra dư giả nếu các bạn nào mà có nhiều ngọc đồ này kia chúng ta trồng mát được. Còn các bạn muốn tích ngọc á, thì các bạn cứ trồng theo mình. Đó. Nó cũng không có cần quan trọng gì đâu, quan trọng chúng ta phải có ngọc để chúng ta ăn cái sự kiện, tại vì ở đây nó có rất là nhiều cái sự kiện mới. Đó, không giống như ngày trước nữa. Ngày trước thì chúng ta trồng mát được, còn bây giờ thì không mát được thôi nha các bạn. Giả tỷ nó ra những cái sự kiện cẩm lý may mắn rồi này kìa, tích lũy tiêu phí này kia thì các bạn cũng không cần thiết là phải xài đâu ha. Không cần thiết phải xài, trừ khi chúng ta tích được nhiều thì chúng ta mới xài. Mà xài thì chúng ta phải ăn theo mốc đó, những cái sự kiện mới nó ra còn như vậy đó các bạn thấy không. Đó, cái này nó các bạn có thấy nè, có luôn cái phần gọi là tìm kiếm đại lục thì cái phần này nó rất là ngon. Nó bắt buộc chúng ta phải ăn, đầu server chúng ta phải ăn. Đến khi mà gọi là cấp 500 600 trở lên đó, thì chúng ta mới bắt đầu gọi là tích phiếu nạp lại để chúng ta ăn những cái gọi là cái mốc nạp nó có đồ ngon như là ảo ảnh đồ này kia đó các bạn, biến dị rồi đó, thấy không ha. Rồi tới cái phần tiền đổi. Tiền đổi này là phiếu, phiếu này các bạn tích lên được ha. Cái phiếu cẩm lý này các bạn tích lên được để chúng ta đổi những cái bộ đồ là biến dị như thế này. Đó, hoặc là những cái thần khí. Đó. Đó các bạn cứ tích lên vậy thôi. Rồi phần toàn dân này đua cấp nè, đầu server thì các bạn bắt buộc các bạn phải đua cho mình. Nhưng mà đua phải đua đúng cách nha. Nếu mà đua không đúng cách thì các bạn sẽ không nhận được cái gì đâu. Nói chung là gì, các bạn phải đầu tư vô một thứ, đúng không? Để các bạn chạy đua với cái đua top cấp này, level này. Như cái ạc này thì nó hơi bị thọt rất là nhiều các bạn ạ, thọt rất là nhiều ha. Tại bạn này là các bạn cày chay, nhưng mà bạn cày chay bạn cày không có đúng cách thì nó sẽ rơi vào nhiều cái gọi là bất tiện đó các bạn, gọi là mắc lợi thế luôn của bạn ấy đó, rất là nhiều thứ. Khi bạn ấy có cái con thần hồn để mình coi đây, con phục hy, nhưng mà bạn ấy không biết cách để chúng ta mở ra nhiều cái skin cho nó, là chúng ta phải mua là cái gói 9.000 hàng ngày, là mua một gói thôi là chúng ta sẽ nhận được cái skin thứ hai, rồi mua gói 25.000 mỗi ngày thì chúng ta, nói chung là chúng ta mua hết những cái này thì chúng ta mở ra được gọi là hai ba cái skin ha. Rồi gói cuối cùng, cái skin cuối cùng là 200 250 cái gì đó. Đó là chúng ta sẽ được bốn cái skin của con thằng hòn đó. Chúng ta phải chơi mới phải đầu tư các bạn, không đầu tư thì các bạn cày chay không được đâu. Cày chay không nổi đâu các bạn. Đó là những gì mình chia sẻ cho anh em ở server mới, các bạn chơi hết các bạn cẩn thận nha. Chơi các bạn phải chú ý. Đó. Rồi nạp chí tôn rồi này kia nè, giả tỷ cái phần nạp chí tôn này đó là khi mà các bạn nạp mà nó tích đủ đúng cái mốc, những cái mốc như thế này thì các bạn mới nhận được đồ đó. Phần chí tôn này nói chung là cái phần tích nạp thôi, tích nạp thiệt á đó. Đó nói chung là vậy. Còn mà các bạn
chơi mà các bạn không có nắm bắt được tình hình và các bạn không biết cách chơi cày chay ấy, thì các bạn cái ạc của các bạn nó rất là dở đó. Và cái nữa đó là khi mà đầu server chúng ta vào cái tiệm tiên ma thì các bạn để ý cho mình, đó là cái hai cái viên này ha, và cái bí bảo nè, và cái gọi là cái chuyên ngôn chính chữ, là nó sẽ giúp chúng ta tăng được chiến rất là nhiều. Và cái này tại sao mình kêu các bạn kiếm kiếm mua nó để chúng ta tích lên, để chúng ta ghép được hai cái thần khí, đó là thần khí bộ thần khí né ha, né tránh đấy. Còn những cái gương ảnh này thì không cần, nói chung đầu server chúng ta không có nhiều điểm đâu, chúng ta không cần thiết chúng ta mua làm gì, tại vì cái ảnh này nó có rất là nhiều các bạn, sau này nó có rất là nhiều ha. Đó là những gì mà mình chia sẻ cho anh em ở trong clip lần này, anh em cứ chơi và trải nghiệm, ta tìm hiểu thôi. Và các bạn chơi game, các bạn xem video của mình thì các bạn cố gắng, nó sẽ có ra nhiều cái sự kiện giống không còn như những cái sự kiện lúc trước nữa các bạn à. Những cái chuyện đầu ở đầu server thì các bạn đua hết rồi, các bạn đua, các bạn ăn hết rồi. Nói chung nó quan trọng cái game nào cũng phải có nạp các bạn, toàn bộ là game bây giờ là nó nạp không, không có cái con game nào mà nó không nạp cả. Đó, ăn thua là nó nạp ít hay nạp nhiều thôi. Thì hiện tại bây giờ ở trên diễn đàn mạng xã hội thì có rất là nhiều cái tựa game đi gan như thế này luôn, không khác một tí nào hết. Đấy, nó chỉ thay đổi gọi là kim bảo, nguyên kim bảo thành ngọc thôi, rồi ngọc sẽ thành gọi là cái ngọc vàng đó. Ngọc vàng là chúng ta cái phần nạp đó, và cái phiếu nạp vàng đó, chẳng hạn nó thay đổi như vậy thôi. Còn đồ đạc đồ này kia và này nọ thì nó giống hệt nhau, nó không khác gì hết các bạn ạ. Nhưng mà nó sẽ nạp rẻ hơn những cái tựa game như cái game này. Cái game này nạp là nó rơi vào phải là mắc tiền đấy. Rồi thêm một cái nữa, đó là khi mà các bạn nạp vô một cái con game mà nó nạp nhiều thì các bạn sẽ, đôi khi các bạn nạp tiền thì nó sẽ không có trong game đó. Đó là một cái sơ suất của nhà phát hành ha, khi người ta không có kiểm soát được tốt đó. Các bạn muốn chơi con game nào các bạn không cần phải chơi thử trước rồi chúng ta mới nạp tiền đó, để các bạn nắm hết được nhiều cái thông tin, nhiều cái hay trong cái con game, các bạn rành rỗi, các bạn hay rồi các bạn mới tiến hành và chơi ha. Ok anh em chưa? Và có lẽ là cái clip này là sẽ là clip cuối cùng của mình làm về những cái tựa game như thế này, và sang năm thì mình sẽ không còn làm về game nữa các bạn ạ. Mình không còn dính líu gì về game nữa. Đấy, mình sẽ làm những cái chủ đề khác các bạn. Đó, chẳng hạn khám phá du lịch từ này kia, chứ không có làm về những cái game nữa. Ok anh em ha. Mình chỉ chia sẻ cho anh em thôi. Khi mà anh em chơi server mới thì các bạn em xem xét kỹ lưỡng rồi server nó có mở đều hay không, và này kia đi nọ rồi này kia đó. Ok chưa? Thì chúng ta mới tiến hành chơi. Không á, các bạn thấy nó mở cái server nhiều đều như vậy thì sẽ có nhiều server trống nha, server trống kiểu như người ta chơi người ta không chán, người ta không thích chơi nữa các bạn ạ. Kiểu như gặp mấy người mà gọi là kích nạp đấy, bây giờ là NPC nó rất là nhiều rồi. Ok anh em chưa?